lòng liền phát tâm, tu cho rõ mới quyền thâm, quy đầu Phật pháp cõi lâm tay quý hơn bạc vàng. Những người bạc ác giàu sang ít gì, chỉ bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thánh kinh về người chơi. Thiếu ở trong lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thoát lên tiên đài. Nam mô miệng miệng lánh lời vua mì học dài kể kinh, trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trên. Lắng tai nghe rõ không dây không phím quăng hòn cùng không đầu tay rồi lại đầu đông cách trong ba tấm gặp sông cô nào phạm trần như chỉ rối buồn mà còn say đắm theo tuồng lặng lẽ. Lời lành mắt lấp tay ngơ, đua theo vật chất hằng hờ đàn tiếng. Tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng thiên quan tài. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đêm dài hầu nó. Chỉ có tội phước hời còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên canh lâm dài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chính gây, ăn năn chẳng xếp quá bề tinh quang. Ngày nay xuất đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắt mẹo dạy con hồi. Thấy đời có nỗi ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi khắp cao. Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị thân mến. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay vào ngày mùng 4 Tết 2024 thì Tùng Quê cũng tranh thủ để rồi có mặt ở tại chùa An Hòa Tự vào lúc này thì khoảng 10 giờ. Kính thưa quý vị,
Thì mình thấy hôm nay ngày mùng 4 thì bà con cũng có mặt cũng rất là đông nha quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên Tùng Quê chân thành cảm ơn toàn thể quý vị thân mến. Phải nói là Tùng Quê cũng rất là cảm ơn toàn thể quý vị Sa Găng đã yêu thích kinh Tùng Quê trong thời gian qua, và cũng bấm like ủng hộ Tùng Quê rất là nhiều, có đôi bình luận, đôi lời bình luận cũng rất là hay. Kính thưa quý vị, thì lời nói đầu tiên Tùng Quê kính chúc cho tất cả toàn thể quý vị, chúc cho năm mới được bình yên, tự tại, thông dong, chẳng buồn phiền, xuân mới xuân đi, tâm thanh tịnh, niệm Phật thành tâm đến Tây Thiên. Kính thưa quý vị, Tùng Quê cũng mong rằng toàn thể quý vị cũng ủng hộ tiếp tục năm 2024, và chúc quý vị luôn mạnh khỏe, dạng sự tiếp tục. Nam mô Di Đà Phật. Giờ đây thì Tùng Quê cũng tranh thủ để rồi cập nhật ngày mùng 4 Tết 2024 hôm nay, để rồi cho quý vị thấy rằng là vào những ngày này và bà con vẫn tiếp tục đi chôn. Bởi vì thì chúng tôi thiết nghĩ là những khuôn mặt ngày mùng 1, những khuôn mặt của quý vị ngày mùng 2, những khuôn mặt thân thương của quý vị vào ngày mùng 3 và hôm nay ngày mùng 4 thì chúng tôi thiết nghĩ là không bao giờ trùng lại, quý vị sẽ có thay đổi. Bởi vì chúng tôi thiết nghĩ là bà con đi hôm nay là những người vị bà con là những ngày vừa qua chưa đi thì hôm nay tiếp tục đi nha quý vị. Chúng tôi thấy bà con đang đi vô cũng rất là đông đọt này, không biết ở đâu. Chúng tôi thiết nghĩ thì ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, bữa nay mùng 4 thì tất cả bà con đều thay đổi những khuôn mặt mới quý vị. Tại vì mình thiết nghĩ là bà con mình đi hôm mùng 1 thì năm nay thì chắc có thể là không có đi. Cảm ơn quý vị. Thì hôm nay là ngày mùng 4 rồi, mình thấy bà con mình dẫn tới tiếp tục mà mình thấy là lạ không quý vị. Chắc là ở rất là xa. Nam mô Di Đà Phật. Thì giờ đây thì Tùng Quê kính mời toàn thể quý vị cùng Tùng Quê sẽ tranh thủ thời gian, bởi vì Tùng Quê cũng có công việc của chiều nay nữa rồi. Thành ra bây giờ là Tùng Quê sẽ mời quý vị đi vào bên trong để chúng ta cùng cùng kính lễ Phật. Kinh Tùng Quê đặc biệt thì thường xuyên hướng đến chánh điện, hướng đến các ngôi thờ bên trong để kính lễ thành tâm. Thì cũng mong rằng quý vị cũng thông cảm Tùng Quê và cùng với Tùng Quê nhé quý vị, để mà mình kính lễ Phật, kính lễ Thầy. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ vào trong nhóm. Lớn tuổi không? Thiếu có thâu rồi. Tôi hả? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay tháng 7. Ồ, cũng nhỏ không lớn không? Nhỏ. Ở đâu lăng? Ở Thành Lợi. Ban sự Thành Lợi Bình Minh Vĩnh Long. Bình Minh Vĩnh Long hả? Dạ. Ồ, đi là hôm mùng 1 tới nay chưa đi, bữa nay mới đi. Đâu đi, hôm nay bắt đi nhiều điểm lắm. Dạ. Bữa nay mới đoàn lên khoảng 100 người. Ủa vậy hả? Bây giờ mình giếng ở đây rồi, giếng đâu nữa? Giếng đây rồi vì ông ba cũng thờ qua. Xuống công trình. Ông ba tôi định gọi, tôi định qua đây nha, vì ông ba mới về không quà. Nhiều điểm lắm, ông ba mới về nhà. Dạ hả? Dạ. Chúc đoàn luôn mạnh khỏe để tiếp tục đi giếng tốt ha. Dạ. Chúc huynh mình cũng khỏe mạnh. Dạ, cảm ơn. Hành đến ngày giải thoát. Dạ, cảm ơn. Công đức ở đâu? Kính mời quý vị hướng đến tam bảo đồng hình lễ. Kính mời quý vị đồng hướng đến các chư Phật cùng hình lễ. Kính mời quý vị hướng đến chân dung đức thầy đảnh lễ. Tôi quê sang trụ lại đây chánh điện lâu một chút cho quý vị hướng đến em đi. Chúng tôi cũng nhận biết là quý vị rất ở xa, có những người ở xa, thật xa, không có gì được.
Nam mô A Di Đà Phật. À, kính thưa quý vị thân mến, thì trong cái lời bình luận của vị có một vị nói như thế này: sao mà tôi có phiên cảnh chùa thầy có hoài mà cũng không thấy chán rồi. Thì phải nói là một câu nói hết sức hay của vị. Bởi vì Đức Thầy cũng có nói đó, vậy tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, dòng cũ quyền sớm tối mới màu. Thành ra do đó quý vị biết là mình tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, mình hướng đến Phật như ăn cơm bữa luôn, mình dòng cũ quyền như ăn cơm bữa luôn. Có nghĩa là hàng ngày mình hướng đến cũ quyền, hướng đến Tam Bảo, hướng đến Trung Thầy như cơm bữa luôn. Mình hướng đến Tam Bảo nhân cơm bữa mà mình không bao giờ chán, bởi vì quay linh của Đức Phật, quay linh của Đức Thầy. Khi mình hướng tâm đến đó, thành tâm cầu nguyện, tự nhiên tâm của chúng ta cảm thấy an lạc, tự nhiên thấy cuộc sống chúng ta được hạnh phúc. Khi mà chúng ta hướng đến Phật, hướng đến Đức Thầy, hướng đến các vị chư thần, hướng đến Tam Bảo, thì tự nhiên cuộc đời chúng ta hiện thấy là có sự giá trị. Quý vị có để ý, như quý vị mà hàng ngày giống như quý vị quan tâm hướng tới người thân của mình, giống như cha mẹ của chúng ta, ông bà chúng ta, mà hàng ngày chúng ta cứ tưởng như vậy, thì tất nhiên ông bà cha mẹ sẽ nhớ mình nhiều hơn, sẽ thương mình nhiều hơn. Phật cũng vậy, Đức Thầy cũng vậy, chư thần Bồ Tát cũng vậy. Nếu chúng ta hàng ngày hướng đến, nhớ đến các ngài, thì mà quý vị nên nhớ rằng cái hướng đến và cái nhớ này thật tình nha quý vị, thiệt tình mới được nha quý vị. Nếu quý vị mà niệm lơ là cũng không được, quý vị tưởng nhớ lơ là cũng không được, tưởng nhớ hướng về thiệt tình, thật thương, thật quý, trân quý quý vị, giống như là quý vị trân quý Đức Phật, tin tưởng Đức Phật, trân quý và tin tưởng Đức Thầy, thì quý vị tin chắc rằng chư Phật không bao giờ bỏ chúng ta. Có vị cũng nói là sau khi mà đến chùa lễ Phật, tự nhiên một ngày đó cảm thấy an lạc. Đó là quý vị, tự nhiên niềm tin và sự giá trị của Đức Phật là như vậy. Thành ra do đó quý vị thường xuyên mà quý vị hướng tới nơi tôn kính, thì tự nhiên quý vị không bao giờ thấy chán, không bao giờ thấy chán. Quý vị giống như là quý vị đọc đến sấm giảng của Thầy, nếu quý vị lắng nghe mà nghe cho tận tường, thì quý vị thấy là từng câu từng chữ quý vị rất là hay, ý nghĩa, thì càng nghe càng thấy hay. Quý vị nhớ là hồi ngày xưa đó, từng quê mình đọc giảng thì mình cũng cứ đọc vậy thôi, nhưng mà cái sức hiểu của chúng ta cũng không có được như bây giờ. Thì bây giờ thì mình cảm thấy là mình hiểu hơn và mình thấy rất là hay,
đạo hiểu rồi, ngon tợ gỏi nem. Cái gì? Ngon tợ gỏi nem. Thì khi mà đạo mà quý vị hiểu rồi, thật là phải nói là thâm thúy, giống như món ăn mà chúng ta ăn mà ngon rồi mình phải cảm thấy rất là ưng bụng. Thành ra do đó quý vị thấy là Tùng Quê cũng vậy. Mình thấy quay cảnh chùa thầy quay hoài như vậy rồi mình cũng không thấy chán. Thế nên đó thì chúng tôi cũng cũng mong rằng toàn thể quý vị nếu quan tâm hướng đến Phật thì không bao giờ thấy chán, bởi vì các ngài là đấng toàn thiện toàn mỹ bác ái vô cùng, quyết cứu giới sinh linh thoát khỏi dòng trầm luân khổ hải. Nên quý vị thành tâm hướng Phật, thành tâm cầu nguyện, thì chúng tôi tin chắc rằng các ngài sẽ gia hộ. Phải nhiệt tình, phải khẩn thiết những việc Nam Mô A Di Đà Phật. Cái thưa quý vị, mình cũng sắp thấy ngày 4 hôm nay bà con mình vẫn đông, vẫn đông như như ngày hôm qua vào lúc này. Đức thầy nói là Tây Phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đau lai. Thưa quý vị, sự thành tâm khẩn giới của quý vị sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chức chư Phật mười phương. Bởi vì con ở đâu? Dạ con ở Thốt Nốt. Thốt Nốt à? Dạ. Từ ngày mùng 1 qua tới nay là chưa đi chùa phải không? Dạ, bữa nay lần đầu tiên. Đầu tiên. Dạ. Kìa. Tên gì? Dạ tên Vũ. Vũ. Dạ. Vũ Thốt Nốt. Rồi chúc con Tết vui vẻ. Dạ chúc chú Tết vui vẻ. Rồi. Dạ. Cái đúng thì mình thấy gì đâu gì? Tất cả bà con mình hôm nay đi chùa là những gương mặt mới. Bà con mình đã đi qua từ ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì tất nhiên đổi vài việc, thay đổi liên tục. Bà con mình cứ ai chưa đi cứ tiếp tục đi. Mà từ mùng 1 tới nay thì quý vị thấy là lượng khách bà con trở về chùa rất là đông, thật là vui mừng. Mới tới hả? Đi với ai? Mới tới đi với ai? Dạ, chào. Đi hai người đi một xe. Ba người hả? Vậy là hai xe. Dạ. Xe người hôm Tết giờ bà con đi quá sức luôn, đi hoài. Thật ra mình quay hoài thôi, không chán. Đây là y sĩ ở Phú Bình. Đúng rồi. Bà con đông quá rồi.
Quay cho anh chút đi để phân bày. Hôm nay mình cũng được gõ chung tối ngày luôn ha. Tới mùng 8 luôn. Tới mùng 8 luôn phải không? Mình cứ tiếp tục gõ chung hoài tới mùng 8 luôn. Tới mùng 8 luôn. Dạ. Yeah. Nếu mà ngày tháng bình thường là gõ chung được ngày nào anh nhớ. Nếu mình tháng thường. Ngày thường thì 18, 23. 18, 23. Ừ. 14, 15, 29, 30. Ừ. Dạ. Rồi cảm ơn anh gõ một cái cho bà con thấy ạ. Thì thông bánh bà con mình vẫn tiếp tục ngồi về chùa ăn hòa tự để lễ Phật. Bởi vì nơi đây thì đó là cái gốc của đạo Phật giáo Hòa Hảo đó. Chùa An Hòa Tự thì là cái nơi là nguồn gốc sinh ra đạo Phật giáo Hòa Hảo, nơi mà Đức Thầy đã khai sáng đạo, nên tất cả bà con đều biết và đã tín ngưỡng trở về, đã tín ngưỡng trở về. Đây rồi lễ bái Nam Mô A Di Đà Phật. Lại cái đầu như vậy. Bữa nay quay thấy ta không hả? Dạ. Yeah. À,
quý vị kính mời quý vị đảnh lễ thực hành đạo Phật. À, kính thưa quý vị, các anh hương đăng của chúng tôi đang mệt ngồi nghỉ. Chúng tôi từ hôm tết tới giờ, từ bữa 30 tết bên đây thì khách hôm nay hầu như đi đông hơn mùa đông. Đông hơn mùa đông. Đông hơn mùa đông. Dạ. Yeah. Nhận xét kỹ luôn không? Xét kỹ. Mà những cái loại xe hai bánh là nhiều hơn mùa đông. Nhiều luôn. À, bây giờ muốn đi qua đường là cũng hơi khó quá. Dạ. Mùa đây là làm như năm nay công ty nó cho về sớm nó giải thể nhiều lắm. Công nhân về nhiều quá. Thành ra bây giờ đi đoàn đoàn không ra không hai bánh không. Gì đó, gì nó mới sống. Mỗi lần người công nhân cũng nhiều nhưng mà đâu người ta đâu có đi chùa đâu. Bây giờ tới chùa nhiều. À, đây là cái nhìn thấy của các anh Hương Đăng. Bởi vì tại vì anh các anh thường ở chùa. Bây giờ là những năm về trước thì nhìn thấy thì các anh nói là năm nay bà con đi chùa đông. Bởi vì thành ra đây là một cái điều cũng rất là tốt đẹp. Tại vì quý vị biết là một người mà phát tâm hướng Phật đó quý lắm quý vị. À, tại vì quý vị nếu mà có duyên thì tất nhiên quý vị mới đến cửa chùa. À, bởi vì quý vị biết không, có lắm lúc có người ở gần chùa sát bên luôn quý vị. Nhưng mà lắm lúc người ta không biết chùa nữa, tại vì chưa từng vô chùa luôn. Chỉ chạy xe vào đường vậy thôi chứ nhiều khi không vô chùa, không lại Phật lần nào luôn. Thì quý vị thấy là mình thiếu duyên. Còn quý vị thích đi chùa và thích lại Phật, có những lời cầu nguyện rất là chân thành, thì quý vị biết là quý vị đã tin tưởng Phật, còn quý vị có duyên với Phật rồi đó. Thì đây là quý vị biết là Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng. Bởi vì khi quý vị mà có thành tâm cầu nguyện thì tất nhiên có nguyện thì có cảm, mà có cảm thì có ứng nhân nghiệp. Quý vị thành tâm nguyện thì Đức Phật sẽ cảm ứng, cảm sẽ cảm thông cái lời nguyện quý vị và sẽ được phổ độ gì, tức là được ứng hiện quý vị nha. Nhớ quý vị nguyện phải thành tâm. Bởi vì khi mà chúng tôi thấy quý vị mà có đi chùa đó lễ Phật mà đông nhiều, chúng tôi mừng vì có được một người mà hướng đạo hướng tới Phật là có được một sự giác ngộ. Dù ít hay dù nhiều thì quý vị cũng đã có giác ngộ, cũng có làm lành. Thì thế nên quý vị mới đến chùa. Thì chúng tôi cảm thấy rằng mình rất là mừng, bởi vì rất nhiều người hướng Phật thành tâm cải hối thì tất nhiên bớt đi một sự đau khổ ở thế gian. Thế nên chúng tôi mừng quý vị được thoát khổ, quý vị được quý vị làm lành lấn dữ thì tất nhiên quý vị sẽ thoát khổ. Mà một người thoát khổ, nhiều người thoát khổ và cả thế giới này thoát khổ, như vậy là Phật rất là vui mừng. Quý vị biết là nhân quả cảm ứng, nhân và quả, mà nhân thì do mình gây tạo, mà quả thì tự nhiên nó sẽ đến với mình. Giống như quý vị trồng bông kiện giống chi hưởng nấy. Quý vị thành tâm cầu nguyện hướng đến Phật thì sẽ có cảm ứng. Quý vị nói gì? Thành ra do đó quý vị quý vị hãy thật tình làm đi, hãy niệm đi, hãy nguyện đi, các vị.
để rồi đặng mà quý vị sẽ được sự giá trị. À, kính thưa quý vị thân mến, Đức Thầy có dạy và tấm lòng của Đức Thầy có nói luôn quý vị: ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bái về cực lạc một đàn. Đức Thầy ước trăm họ là không còn sót một ai nữa quý vị, trăm họ dặn dân luôn quý vị, để mà là ước trăm họ nhẹ mình quý vị. Nhẹ mình là tức là quý vị không còn vướng bận những điều gì, mình sẵn sàng buông bỏ để rồi nhẹ nhàng ước trong họ nhẹ mình có cánh, để rồi quý vị được trở về cực lạc thế giới. Ước trong họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn là rất là đông đó quý vị. Thành ra quý vị trước khi quý vị muốn di dời cái gia đình của mình, di dời đến một nơi ở khác, thì quý vị biết là mình phải thu dọn cái chợ ở cũ lại, vì quý vị sẽ thu gọn và cuối cùng là chúng ta sẽ quyết định ra đi, không còn bận bịu, để mà mình đến một cái vị trí mới, một vị trí là phải nói là không còn đau khổ. Bởi vì như vậy quý vị, thành ra do đó mình cố gắng mình tu sửa để mà mình hướng trở về, và mình không còn làm những điều mà nhân mình làm, mà nhân toàn thiện thì quả sẽ toàn thiện quý vị, nhân không toàn thiện thì quả cũng không có toàn thiện. Thành ra nhân nào quả nấy quý vị, không sai bao giờ. Thành ra do đó quý vị nhớ là chúng ta cố gắng để mà thay đổi tư tưởng chúng ta. Trước giờ mình suy nghĩ và Đức Thầy dạy mình là hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ quý vị, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Hồi trước giờ chúng ta cứ nhớ chuyện không đâu à, không nhớ gì hết, không nhớ Phật, cũng không tưởng Phật, không niệm Phật. Bây giờ mình trở lại, mình hãy tưởng Phật nhân cơm bữa, hãy tưởng Phật nhân cơm bữa. Là mình là thường thường như mình cơm mà gần tới bữa rồi là nhớ liền cái gì đói bụng, rồi cái mình đòi ăn cơm như vậy, tới bữa là mình nhớ, tới bữa nhớ. Nhưng mà Phật quý vị không được vậy. Bây giờ mình phải nhớ Phật, tưởng nhớ Phật nhân cơm bữa, lúc nào cũng nhớ. Vì vậy thì phải nói là tâm chúng ta sắp bắt đầu thuần thục, hãy nhớ Phật, hãy tưởng Phật quý vị nhé. Bởi vì Phật là cái vị toàn giác toàn thiện bác ái nữa quý vị, toàn thiện toàn giác mà lại bác ái vô cùng, là rất là thương, tình thương của Đức Phật là bao la vĩ đại. Thế nên khi quý vị mà tha thiết tưởng nhớ khẩn cầu thì tất nhiên Phật sẽ độ. Mà quý vị muốn Phật độ thì mình phải tự sửa, cố gắng trau sửa nữa quý vị, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả đều độc ác, biết sửa tấm lòng của mình. À, bây giờ thì Tùng Quê sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ đi vòng vòng một chút. Bây giờ trước khi đi thì Tùng Quê cũng lại gần nơi Chuyên Dung Thầy, nơi đây thì bông hoa hôm nay hai cái chậu bông cúc này hơi héo rồi quý vị ơi. Bông bữa nay do gió quạt đó là nó ảnh hưởng rất là nhiều, héo mà Thank you.
Cái chỗ để phía trước đường hôm nay trước cửa chùa và xe đậu rồi hai bên bà con đi tới luôn khá là đông nhau mình. Qua lại đường rất là khó nên Tùng Quê không có qua nhé quý, xe chạy nhiều quá nên Tùng Quê không có qua đường. Thấy là đường cung cấp thôi trước cửa chùa rất là đẹp. Cái tôi bây giờ này thì trời hơi nắng nên các bà con mình đã trở vào trong. Ôi chào anh, bé em bữa nay đi chùa ha. Cái tôi quý vị ở Tùng Quê sẽ hướng về Tây Lan, hướng phía bên tay trái của chùa là Tây Lan nha quý vị. Tây Lan thì là nơi có thờ, nơi Tây Lan thì có là thờ Đức Ông Đức Bà. Vì nơi Đức Ông Đức Bà nơi đó thì do tiếp tăng ở đó, trong ban tiếp tăng sẽ săn sóc và ngôi thờ này. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ đi dọc vòng một chút cho quý vị giếng nha quý vị. Nơi đây thì cũng mời quý vị hướng đến tiếp tăng. Nơi đây là Tây Lan. Kính mời quý vị hướng đến Đức Ông thì Đức Bà lên lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Có một anh ở trực tiếp nơi đây thì anh này đã tới thường xuyên, tối anh cũng ngủ nghỉ đây luôn nha quý vị, nên ảnh là cái người đốt nhang thượng nhang từng khi tàn nhang thì ảnh có đốt mới hoài nhân vị. Nam mô A Di Đà Phật. Cái thưa quý vị thì phía trước máy ảnh của chúng tôi đó là tiểu ban in nắng phát hành sấm giảng nha quý vị, sấm giảng và đồ dùng dược đạo. Do nắng nên cánh cửa này hơi khép lại một chút. Ô chào anh Sáu chị Sáu. Cái thưa quý vị hôm nay tại tiểu ban in nắng phát hành sấm giảng, anh Sáu trực nha quý vị, chị Sáu cũng cùng đi theo. Sáng giờ bà con mình thỉnh nhiều không anh? Được, hay cũng ít hơn qua. Ít hơn qua hả? Cũng lây đây thỉnh hoài. Quý vị thân mến, thì nơi tiểu ban in nắng phát hành sấm giảng thì thường xuyên có người trực. Thì sáng thì lúc 8 giờ thì các người, các vị mà qua trực á, thì sẽ tới. Và lúc 4 giờ thì sẽ đóng cửa, phải không anh Sáu? Nên các cô bác mình có muốn đến đây để mà thỉnh sấm giảng hay hoặc giả là đồ thờ diệt đạo như Cửu Quyền, Tam Bảo, Duy Dung Thầy thì hãy đến như vậy, có nghĩa trước 4 giờ chiều. Thì sáng thì 8 giờ hãy tới. Đồ mình vẫn còn đầy đủ anh ha? Còn đầy đủ. Mình kho chưa lấy qua. Dạ dạ. Rồi anh chị đi dùng cơm chưa? Cơm rồi. Dạ. Rồi bữa nay chú ba có xuống không anh? Không. Ba không. Rồi nó mặn đâu? Không xuống luôn. Ồ. Kính thưa chị, hiện tại chúng tôi gặp được một vị. Chị tên gì? Nguyễn Thị Nga ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. Dạ. Biết chùa thầy rành không? Dạ biết, có lên thường rồi đi lên bằng từ thiện đâu nữa. Dạ hôm nay ngủ ý lên đây là giếng lại Phật. Dạ. Giếng thầy. Dạ. Rồi lại có cái ngủ ý là tấm lòng nữa, gửi kinh sấm giảng ra để cho mà bà con người ta tu với con cháu
tôi cầu mong cho Phật trời độ cho con cháu biết tu hiền. Vậy đây ha. Dạ. Muốn hồi công đức phước đức cho con cháu mình, dạ, cho mình. Dạ, đúng rồi. Cho biết tu hiền. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Tôi gửi 400. Rồi, đây, hay quá. Dạ, đem lại đây, để vô thùng. Dạ, để vô thùng luôn đi chị. Dạ. 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 Rồi, cảm ơn chị thật nhiều. Dạ, cảm ơn. Dạ. Có một cái tâm thành là hồi hướng là muốn in kinh sáng trời. Dạ, nữa hồi hướng cho cha mẹ ông bà luôn. Dạ. Cái đó là huynh mới nhắc lại. Dạ. Cha mẹ ông bà, cha mẹ tôi bị mất á, con ngủ luôn à. Khỏe lắm luôn, hả? Dạ. Con cháu luôn. Dạ, rồi làm chay không, rồi cầu nguyện, đầm đạo rồi cầu nguyện không. Cúng chay luôn. Cúng chay không, không mặn mấy nào. Quá em luôn. Nó, nào nay em tôi nó cúng mặn nha, tôi giận tôi nói thôi, tôi thỉnh ba chín ngang về nhà tôi cúng luôn. Cái về nhà tôi cúng chay không à, cúng ông bà tôi cũng vậy đó, rồi tôi nói để mà nó cúng mặn tôi sợ tội quá. Chị biết không, chị làm như vậy là đúng theo lời thầy dạy luôn. Dạ. À, là tại vì trong cô giảng thầy có nói đó. À, quý vị thân mến, vừa qua thì có gặp một bà chị đó, gì thành ra đó là giờ chị nói là cha mẹ mình mất rồi, thành ra bây giờ đó là khi mất là tôi cũng chay chứ không cũng mặn. À, cái tinh thu gì nãy giờ là do có khách nên chúng tôi cũng hơi chở ngại một chút, có một người khách đang thỉnh đồ đi ra rồi quý vị. Tại vì mình muốn tiếp nối cái khúc hồi nãy, bởi vì có một bà chị mới nói là khi cha mẹ của chị mất rồi, cái chị tới ngày giỗ chị cúng tương anh sao em, và thành ra do đó đó là chị đang làm đúng theo lời của Đức Thầy, bởi vì Đức Thầy dạy là cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời ngủ lễ chay, phải không anh sao? Thành ra do đó là cháu con mà đã có giác ngộ tu rồi thì nên báo hiếu theo nhà Phật, là Phật dạy là cha mẹ qua đời thủ lễ chay là nấu chay cúng hợp lý. Rồi à, cái thôi nên quý vị cũng biết là bây giờ thì tất cả bà con mình cũng ý thức là sau khi mà cha mẹ mình qua đời vào ngày giỗ cũng là nấu chay cúng nha quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì tại nơi lễ đài cũng có chương trình đọc sấm giảng nha quý vị. Chương trình đọc sấm giảng của thầy. Kính thưa quý vị thân mến, thì giờ đây Tùng Quê đi lặn là phía sau rồi cũng Tùng Quê sẽ dùng cơm luôn đó quý vị. Thì hôm nay vào ngày mùng 4 thì Tùng Quê thấy thì bà con đi chùa cũng đông nhưng mà không bằng ngày mùng 3 quý vị. Mùng 3 đông hơn, mùng 2 thì ít, mùng 1 thì rất đông quý vị. Thành ra do đó hiện tại thì nơi đãi cơm của ban quản tự bà con mình cũng dùng cơm cũng hẹt cứng luôn quý vị. Cơm chưa? Còn chưa có ăn. Chú tính vô ăn cơm nè. Cô vô cúng đi xong rồi trở lại cơm. Ở đây là tất cả các thành viên cũng đang vào múc cơm. Hôm nay đồ ăn coi viên hấu đồ ngon quá nha quý vị. Dạ chào chị. Bà con hôm nay đông hơn qua cũng như qua không? Ít hơn. Ít hơn. Canh này là canh cải. Là cái đâu vậy? Bà con thưa quý vị thân mến, giờ đây nơi đại cơm thứ hai chỗ này thì cũng rất là đông,
hiện tại bà con cũng cũng tiếp tục ăn cơm giống vậy. Giờ này thì khoảng 11 giờ mấy. Vô bưng cơm đi coi. Chào. Hả? Không kịp nữa hả? Quá là nay ơi. Vậy hả? Sao nghe nói khách tới Trung Hoa mà? Hả? Không, toán giờ đãi là cơm nó không kịp luôn. Vậy đó hả? Đây. Vậy hả? Ngon quá. Quá ngon quá, thèm rồi. Rồi. Thèm luôn. Còn trước chỗ nào mình ngồi đây đi. Đây ngồi bên kia. Đây nè. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có duyên ăn cơm với một anh tài xế, một anh rau củ. Tự nhiên nghe nói là một anh rau củ hơi lạ quý vị. Anh tài xế là chuyên chở rau cải củ cho chùa. Còn anh này là chuyên rau củ quả, là cũng là anh nhận rau củ quả đem về chùa. Gì hiểu em? Yeah. Thành ra do đó đây là những thành viên rất là tích cực để mà lo cho đem củ quả tới chùa. Ngoài chùa ra còn gì đó không anh? Nhà thuốc. Yeah. Rồi bệnh viện có không? Có mà em. Chỗ nào cần là tới liền. Dạ dạ. Nhưng mình cho cũng xa gần vậy đó. Dạ. Bên Đồng Tháp thì như ở Phước Thiện, Ông Bầu. Vậy đó hả? Thèm thôi rồi như vậy đó là. Còn bên Đồng Quang á thì nghe anh nói là đến tới như Kính Đồng Quang dưới đó. Tới luôn. Tới Kính Đồng Quang dưới mà. Ờ. Là bệnh viện lớn nhất ở Đông Thiên mình đó. Biết. Đó là 5 tầng đó, lớn 1.000 phòng á. Đó. Mình cũng có bụng hạnh em tới đó nữa. Em lên dưới là thường là đồ nhiều là em xuống dưới xe tải. Ủa bữa nay mình đi xe tải hả? Dạ xe tải. Ồ đây là tài xế tôi tải hay gì? Dạ tài xế tôi tải. Còn này thường là xe ba gác mà xe loại xe Trung Quốc đó. Dạ đúng rồi. Được biết là các anh mình đó là trên từng cây số là cái như là không có tết nhất gì hết, hết trên xe không à. Thành ra nghe nói là mùng 1 tới giờ là chở suốt rồi luôn. Tại vì bà con cho mình không chở rồi nó hư sao. Dạ dạ. Như bữa tài xế cũng vậy luôn rồi, không ăn tết luôn. Dạ có thì có ăn tết buổi chiều. Dạ. Quá khói, phải nói là tinh thần của các anh em mình để ở đâu? Dạ, có bên Hồng Ngự. Hồng Ngự. Dạ. Anh này nãy nói Phú Thuận hả? Phú Thuận, số 1, ngay chân chỗ cầu số 1 đó. Bây giờ chúng tôi xin đại diện những bà con hiện tại đi chùa từ mùng 1 tới bữa nay là mùng 4 rồi. Dạ. Ăn cơm, đồ, rau củ của quý vị. Tài xế chở rau củ tới thì quá khứ là cảm ơn. Bây giờ đại diện bà con mình cảm ơn các anh thật nhiều. Dạ. Cảm ơn tài xế thật nhiều. Dạ, dạ. Chúc tài xế và các anh luôn mạnh khỏe, dạ, bình an, trên từng cây số được an toàn. Dạ. Để rồi giúp đỡ cho chùa có rau củ đầy đủ để mà đãi cho bà con. Đây là giống như là cái bổn phận làm ủng hộ á. Trực tiếp với chị Hai đây. Chị đó hả? Trực tiếp luôn nha. Dạ. Là ai dám cái em không có dám. Rồi, lúc nào này là em cũng trực tiếp trình bố với em bố với chị Hai. Dạ, đây là phải nói mỗi người có một phận khác nhau nữa rồi. Dạ. Nhiều khi chúng tôi làm như quý vị đâu có được nó. Dạ, đúng rồi. Chúng tôi đó, làm tài xế cũng đâu được đâu. Tăng nha, mình phụ học đi anh ơi. Rồi, như vậy là phải nói kính chúc quý vị năm mới ăn lành, ăn khang và thịnh vượng, bình an, nhiều sức khỏe để tiếp tục làm ăn, phục vụ cho xã hội. Rồi, chào. Báo cáo tình hình. Hiện tại tiếp tục nấu canh thêm hả vậy? Dạ, dạ. Mười một mấy rồi. Hiện tại chuẩn bị nấu canh thêm của gì ơi? Cầm nó nước. Rồi. Rồi cái này anh đang chiên tiếp tục. Tiếp tục chiên cà. Nghe rồi. Nói cà chiên ngon quá cái làm tiếp ăn. Tiếp. Cái ông đó ông gọt cà nữa kìa. Có bộ gọt cũng được quá. Rồi cứ việc làm tới đi. Tại vì nói chung quý vị thông cảm đi, nhiều việc lắm. Ngon không chú? Hả? Có quay nước ngang. Ngon quá ngon. Quay là quay xé nè, cắt đứt kìa, xào kìa. Trời ơi. Quay mới đẹp. Quý vị thông cảm đi, bởi vì công việc nhiều lắm. Uống miếng nước đi. Dạ, uống miếng nước nè. Anh uống
phần thi đi, tặng anh xe máy bển không bằng không? Vậy đó hả? Dạ. Còn đây là qua lấy cái tá đó, muốn lựa chiếc nào đó lựa đi. Ai, được ai. Chúng tôi bây giờ từng quay sẽ chạy trở lên xe trên nhau đi. Hả? À, cái thủ thì Tùng V đã trở lại trước chính điện rồi. Thì quý vị, thì bởi vì Tùng V bận công việc vào buổi chiều nay vào lúc 2 giờ nên giờ đây thì Tùng V cũng tranh thủ trở về chính điện để mà mình xem giờ này thấy rằng bà con mình đang cũng có chánh điện như thế nào. Thì thực sự ra giờ này thì bà con dẫn tới cũng liên tục, quý vị, chánh điện lúc nào cũng có khách hết. Thôi giờ đây thì Tùng V xin rời khỏi chánh điện ra phía hậu liêu phía sau. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Tùng V đã ra phía sau hậu liêu phía sau nhà người ta mồi gì đâu. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại giờ này 12 giờ mà bà con mình vẫn tiếp tục đi chùa lễ Phật. Tức thì có một câu mà để ước mơ đó gì để rồi Tùng Quê sẽ đọc lên và cũng cũng có lòng ước mơ như vậy để mà quý vị thấy rằng là một khi mà chúng ta đã giác ngộ tu hành làm lành lánh dữ quy y theo mấy ngày tu niệm theo Phật đạo, thì một khi đã như vậy thì quý vị sẽ là gia đình mình sẽ được hạnh phúc, thôn quê mình sẽ được hạnh phúc, thế giới được hạnh phúc, đất nước hạnh phúc, quý vị. Bởi vì Đức Thầy nói là ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Thì quý vị thấy rằng là Đức Thầy ước mơ tất cả chúng ta, những thành viên, mọi người đều phải yêu thương nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Mình hãy biết hòa, biết hảo, biết thương yêu lẫn nhau, quý vị. Rồi mà mình hòa hảo hơn lan luôn cả thế giới nó gì, không chiến tranh, không trộm cướp, không tranh giành, không hơn thua. Thì phải nói là một ước mơ của Đức Thầy mà quý vị thấy ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật thông tin thế rồi. Tất cả chúng ta mà biết nhường nhịn, không tranh đấu hơn thua, thì coi như là nhà nhà
đều hòa hảo như nhau thì cái gì, thì tất cả mọi người sẽ được an vui hạnh phúc, tất cả mọi người sẽ có nụ cười trên môi, không có sự đau khổ. Trong một đất nước luôn hòa luôn hảo, trong một gia đình luôn hảo luôn luôn hòa, tất cả chúng sanh ở trên thế giới này biết quý kính lẫn nhau, biết thương lẫn nhau, thì quý vị thấy là đâu có chiến tranh, đâu có loạn lạc, đâu có đông. Bởi vì do đó nhà Phật con tiên hé miệng cười, lúc đó chúng ta chỉ có niềm vui chứ không có sự đau. Nếu tất cả chúng ta đều biết hòa hảo, vì mong rằng toàn thể quý vị hãy cố gắng để mà chúng ta đừng bao giờ chia rẽ, phải quý trọng, phải thương yêu, nhất là gia đình chúng ta, lần lần thông xóm, lần lần cả cả đất nước, rồi luôn cả thế giới, vì không ghét, không ghét ưa một người nào hết em. Thì giờ đây thì Tùng Vê cũng xin tạm dừng phía trong, là chúng Tùng Vê chắc là phải tạm xin phép dừng rồi, dừng xin rồi kia, vì thời gian nó đã hết rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Vê xin tạm dừng phim hôm nay quý vị, mùng 4 Tết 2024 âm lịch. Kính thưa quý vị, bà con hôm nay đi thì ít hơn ngày hôm qua. Giờ đây thì thôi, Tùng Vê cũng có công việc nên dừng phim. Kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm nhiên thành. Chúc cho năm mới được bình yên, tự tại thông dong chẳng buồn phiền. Xuân đến xuân đi tâm thanh tịnh, niệm Phật thành tâm đến Tây Thiên. Kính thưa quý vị thân mến, kính chúc quý vị và kính chào quý vị. Xin hẹn lại bộ phim ngày mai nhé quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nãy giờ không có duyên nói chuyện.